Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Cảm ơn các bạn đã đến channel Nhịp Sống Cali nhé. Hôm nay Nhịp Sống Cali muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái số ca nhiễm và mấy cái số người chết mới nhất của cái dịch COVID-19. Hiện bây giờ toàn thế giới là có hơn 123 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 2.7 triệu. Cái đó là toàn thế giới. Rồi bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn cái nước mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là USA, United States of America, là bên Mỹ nha các bạn. Hiện bây giờ bên Mỹ là có hơn 30 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 550 ngàn người. Cái đó là nửa triệu người chết nha các bạn. Ghê gớm quá. Có vaccine rồi mà vẫn nhiều người vẫn chết nha các bạn. Đứng nhì là Brazil. Hiện bây giờ có hơn 11.9 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 290 ngàn người. Đứng ba là India. Hiện bây giờ có hơn 11.5 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 150 ngàn người. Đứng tư là Russia, hiện bây giờ có hơn 4.4 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 94 ngàn người. Đứng năm là UK, hiện bây giờ có hơn 4.2 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 126 ngàn người. Đứng sáu là France, hiện bây giờ có hơn 4.2 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 90 ngàn người. Đứng 7 là Italy, hiện bây giờ có hơn 3.3 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 100 ngàn người. Đứng 8 là Spain, hiện bây giờ có hơn 3.2 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 70 ngàn người. Đứng 9 là Turkey, hiện bây giờ có hơn 2.9 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 29 ngàn người. Rồi đứng 10 là Germany. Hiện bây giờ có hơn 2.6 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 75 ngàn người. Rồi bây giờ Nhịp Sống Cali muốn chia sẻ luôn nước Việt Nam. Hiện bây giờ ở bên Việt Nam đó là có 2.572 ca nhiễm. Tất cả người chết là 35 người. Đó là mấy cái số mình đọc ở trên cái website worldometers.info/coronavirus nha các bạn. Miễn mà cái số nào mà nó khác cho nước Việt Nam đó, các bạn chia sẻ giùm cho mọi người nhé. Ok, bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái bang, tiểu bang mà ở bên Mỹ mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là tiểu bang California, có hơn 3.6 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 57 ngàn người. Đứng nhì là Texas, hiện bây giờ có 2.7 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 47 ngàn người. Đứng ba là Florida, hiện bây giờ có hơn 2 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 32 ngàn người. Đứng tư là New York, hiện bây giờ có hơn 1.8 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 49 ngàn người. Đứng 5 là Illinois, hiện bây giờ có hơn 1.2 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 23 ngàn người. Đứng 6 là Georgia, hiện bây giờ có hơn 1 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 18 ngàn người. Đứng 7 là Ohio, có hơn 998 ngàn ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 18 ngàn người. Đứng 8 là Pennsylvania, có hơn 980 ngàn ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 24 ngàn người. Đứng 9 là North Carolina, có hơn 895 ngàn ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 11 ngàn người. Rồi đứng 10 là New Jersey, hiện bây giờ có hơn 860 ngàn ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 24 ngàn người. Đó nha các bạn, cái đó là mấy cái số ca nhiễm nhiều nhất với mấy cái số người chết nhiều nhất cho mấy cái tiểu bang mà có nhiều nhất nha, cho cái dịch COVID-19. Đó thì các bạn thấy rồi đó. Thì bây giờ bên Mỹ rồi với toàn thế giới là đã có vaccine rồi nha các bạn. Mà vẫn bên Mỹ vẫn cũng còn
nhiều người bị bệnh, bị lây nhiễm, chứ cũng vẫn còn người bị chết nha các bạn. Cái số nó vẫn càng ngày càng tăng lên đó. Thì hôm nay lâu quá rồi Nhịp Sống Cali không có chia sẻ đó, thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn luôn. Rồi mấy cái tin tức mới nữa đó, thì các bạn có nghe trên TV đó, thì bên tiểu bang Georgia đó thì cũng bị mấy ngày rồi đó, 8 người bị bắn chết trong cái tiệm massage nha các bạn. Đó, bây giờ bên Mỹ virus giết người, mà cái này người giết người nha các bạn, ghê gớm quá. Ok các bạn, có như vậy thôi, Nhịp Sống Cali muốn chia sẻ hôm nay như vậy cho các bạn theo dõi gì đó. Các bạn nhớ ủng hộ cái channel của Nhịp Sống Cali nhé. Comment, like, share và subscribe. Cái bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó. Các bạn cũng nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Với các bạn mà nhờ subscribe đó là miễn phí nha, không có tốn đồng bạc nào hết. Ok các bạn, Nhịp Sống Cali muốn cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay. Dưới Nhịp Sống Cali muốn chúc các bạn nhiều sức khỏe và một ngày vui vẻ. Có gì mình gặp sau. Bye bye.